cô chú anh chị và các bạn nha. Bắt đầu trời nhiều cơn mưa rồi cả nhà ơi. Mũ thì sáng được phơi ở đây nè. Bây giờ sẽ đem vô đi chứ nó cũng không có khô cả nhà. Không có được khô, bây giờ mình lấy vô thôi. Chứ mà hy vọng là đừng có mưa to. Đây, phơi nó cũng không được khô lắm cả nhà. Phơi trên cỏ chỗ này á. Giờ gom vô thôi. Đây cả nhà. Trời nhiễu hột rồi, nhiễu mưa rồi cả nhà ơi. Gom mũ vô gì đi. Chắc có lẽ là cái tấm mũ này á, là không có chùm, không có đậy gì là được nữa rồi. Tại vì nó dính bụi, dính rơm, dính rác. Nó rất là nhiều. Đây nữa nè, đây mấy tấm luôn nè cả nhà. Rồi mũ, mưa rồi cả nhà ơi. Để mưa to à cả nhà ơi. Dọn vô cả nhà. Ôi tấm hình của chị Hồng Ngọc ướt hết rồi. Ôi cả nhà ơi, tấm hình của chị Hồng Ngọc á, nó to quá. Bây giờ phải để gom lại đây rồi. Ở đây thì mấy tấm mũ không có đem ra chùm được ha cả nhà, vì nó ướt hết rồi. Cái lẵng hoa này nè, cái chỗ tấm hình của chị Hồng Ngọc á, mấy cái này nó bị hư hết rồi. Đem vô đem ra nhiều á, chùm nhiều ngày qua ngày này tháng kia á, nó bị gãy á cả nhà. Nó bị cong rồi gãy hết rồi, chỉ còn lại một cái bệ cái khung này thôi. Còn hai trái tim thì được đem vào đây à. Đó, đem vào đây thì hy vọng là mưa nó không có tạt ha, chỉ mưa thôi. Cả nhà nhìn thấy nè. Trời bắt đầu đổ cơn mưa. Hồi nãy thì cái video hồi nãy thì em nói là mây đen nó kéo đến rồi. Bây giờ bắt đầu nó mưa rồi. Mưa nhỏ mà nước quá trời luôn cả nhà. Hy vọng là đừng có nước nhiều. Ở phía bên đây thì cũng được đem vô rồi cả nhà. Để một lát nữa mưa ít á, em đem mấy cái lẵng hoa này qua bên kia luôn. Chắc có lẽ là để hình ảnh của cậu ở lại thôi. Chứ bây giờ để như vậy thật sự là nó không có đường đi để cho bà con cô bác tham quan. Đó. Đây. Ảnh của cậu nè cả nhà. Ướt mưa hết rồi. Ướt mưa hết rồi cả nhà. Đó. Wow, bắt đầu có gió rồi. Hy vọng là đừng có gió nha. Gió nó thổi lên rồi. Còn mưa lớn rồi cả nhà. Chỗ này mưa nó nhiễu quá trời nhiễu rồi cả nhà ơi. Mình sẽ đem để sát vô đây cả nhà. Tấm ảnh này lấy xuống luôn đi. Để sát sát vô mưa nó tạt. Nó tạt cả nhà ở trên cái mái che ở bên kia nó tạt qua. Đó. Tấm hình của cậu đây lấy xuống rồi cả nhà để nó rớt. Rồi tấm ảnh này lấy xuống luôn cả nhà. Lấy tấm ảnh này xuống luôn chứ để nó bị ướt. Đó.
Rồi. Xếp gọn gọn vô là mưa nó không tạt cả nha. Ở đây gom lại. Cái này đem vô. Rồi. Để xác vô luôn à. Hình của cậu tấm này xác vô cả nhà. Nước nó chảy vô tới đây luôn nè, mưa nhỏ mà nước nó chảy vô tới trong luôn nè cả nhà, gần tới mộ cậu luôn. Đây. Chỗ này nước nó chảy xuống nè. Mưa nắng luôn. Cũng rất là may ha, có mưa mà không có gió nhiều nên không có bị tạt cả nhà. Thì tại vì mấy cái hoa này là hoa giả nên nó cũng sắp hư rồi nên làm không có kịp mà nước cũng chảy vào. Ước rồi cũng không sao, em nghĩ chắc không sao đâu. Ngoài trời rất là mưa. Dạ đúng rồi, bông này chị Hồng Ngọc nói là đem vô trời mưa á, mình làm lính quýnh nhiều á, nó gãy rồi, bây giờ bỏ cái này cũng ướt mưa rồi bỏ luôn. Bây giờ em với anh đem ra gốc cây đó đi, từ từ xử lý xong. Ha, còn cái này kệ, cái kệ này mình bỏ giữ lại, cái kệ này mình giữ lại để mình để tấm hình. Bây giờ anh Tháo kiếm cây kéo hay cái gì để anh, cây kéo anh cắt ra. Anh phụ em khiêng được không? Anh em mình khiêng, đúng rồi, khiêng đi bỏ ra gốc cây, bỏ đi anh. Ra gốc cây để đó thì từ từ xử lý sau, cho nó chống chỗ này cái đi. Đây, cái này là của chị Hồng Ngọc nè. Ra gốc cây ngoài kia. Đi ra đường bên đây. Đó. Thì cái này là ý kiến của chị Hồng Ngọc ha, cái bó hoa này của chị Hồng Ngọc. Ra gốc cây bên đây anh, bên đây nè. Mình qua đây rồi từ từ mình xử lý sao. Đây. Bỏ đây đi. Rồi, ok, bỏ tạm thời bỏ đây đi, rồi từ từ có xe rác tới hay là xong đó mình đem đổ rác hay chị Hồng Ngọc ha. Vào đây. Tại vì cái này á là do trời mưa đó nên làm tới làm lui. Mình giữ cái kệ này lại để đựng hình nha. Rồi. Cái kệ để bỏ cái tranh lên là được rồi. Dạ, bỏ cái này, bỏ cái tranh lên. Rồi dạ. Anh cầm cái đó đi, em cầm cái này. Kệ còn. Đó, còn cái đó nữa kìa. Còn mấy cái này lát mình lấy hốt. Này. Đi. Thì cái này cũng là được rất là nhiều ngày rồi. Cái này không biết là em không nhớ là chắc cũng cả hơn tháng 2 tháng gì rồi. Lâu lắm đấy. Lâu lắm rồi. Dạ. Do bưng ra bưng vô á, nó cũng hoa mà, làm sao mà không tránh khỏi được sự hư. Nên thôi thì cũ rồi, chị Hồng Ngọc thấy cũ rồi nên bỏ ha. Để đây để chờ xử lý. Đó. Thì chỗ này nó sẽ chống đi. Chống đi một chỗ một xíu, nó. Quét mạnh mạnh lên đây, đây nè. Ui, có con cóc. Đây, con cóc là cậu ông trời. Hỏi ai đánh cóc là trời đánh cho. Dạ. Rồi mình hốt mình đem vô thùng rác đi. Đó. À, với sự nhờ của chị Hồng Ngọc thì anh Toàn của shop hoa thì cũng phụ. Trời mưa trời gió mà anh đâu có về được, anh ở đây phụ luôn.
Dạ chú mua luôn nó. Ok ha. Rồi. Đây. Anh lại tiếp tục quét chỗ này nữa cả nhà. Rồi em có lẽ em xin chào cô chú anh chị và các bạn, hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ủa anh chờ chờ cái con này lại nữa hả? Thấy con này đẹp quá anh để lại hả? Là chứ, là trong vườn chứ. Này, này trong vườn. Anh thấy con này đẹp quá chị Hồng Ngọc, chị để là ảnh đây lại nè. Tấm hình của chị Hồng Ngọc á, mỗi lần trời mưa á, là lấy xuống để đây, để dựa vào đây. Rồi sau đó thì sau khi mà hết mưa á, thì được để lên lại, để em hết mưa rồi để em treo lên lại thử coi. Đây đây, để gốc này. Đó, để lên thử coi nó có nghiêng có siêu vẹo gì không. Cái này đâu có cần ràng gì hả anh? Chắc phải ra chứ. Hả? Chắc phải ra chứ sợ cái tấm rớt xuống. Cái này rớt xuống là dập giò đó. Nó nặng lắm. Rồi cái này làm sao? Theo như anh là làm sao? Bây giờ em bỏ đô cho con mình. Em nghĩ á là nếu mà chị Hồng Ngọc lần sau có đặt hoa của anh nữa, anh đem theo hai cái đinh. Anh đóng đây làm giống như một cái móc vậy anh. Hiểu không? Mình có cái đinh mình đóng như một cái móc vậy nè, mình chịu cái này lại. Cái móc chữ L đó. Móc chữ L, đúng rồi, để cho chịu cái này lại. Với lại thì một cái đinh ở phía sau. Với lại ở phía sau đấy, hoặc là mình cái làm sao mà cho nó giữ lại. Hoặc là cái cọng dây ha, không là cái cọng dây anh cột từ đây nè. Anh cột xuống đây. Đó, cả đem nó, mình ở mình làm sao mà mình tháo ra tháo vô được á. Có cái miếng dàn đấy thôi. Đúng rồi. Em làm miếng dàn có cái móc đây rồi em móc xuống đây. Đúng rồi. Lần sau có thì nhớ nha, nhớ đem theo để giúp chị Hồng Ngọc. Chứ tạm thời để như vậy, nếu mà ai không có đụng vô thì nó cũng không có rớt, tại vì tấm hình nó nặng, nó chì xuống rồi. Nó chì xuống. Ok ha, để tạm thời vậy đi. Rồi ok, cảm ơn anh.